Ông xã của chị ấy suốt ngày chỉ có cắm đầu vào lô đề cờ bạc thôi. Nhà. Cờ bạc, xóc đĩa rồi bi-a rồi chơi bài trên mạng nữa. Đúng rồi thầy, trên mạng thì em thấy cứ chơi game rồi cứ bấm điện thoại á. Cá độ chơi bài trên mạng nữa. Vì thế là cứ làm được bao nhiêu, một ngày làm được bao nhiêu cứ gom góp rồi nạp vào game rồi nạp vào cờ bạc hết. Dạ đúng rồi á, em thấy Rồi cứ hỏi tiền đâu thì bảo hết, lấy lý do này lý do nọ, bạn nọ mượn bạn kia mượn, dạ đúng rồi thầy. nhưng mà bạn bè mượn có thằng nào nó trả đâu. Thực chất ông có tiêu hết rồi. Dạ. Rồi đây chuẩn bị tới đây sẽ đến cái trình độ là sao, gây nợ, đi vay nợ của người khác, rồi bắt đầu sao, vợ con phải chạy đi trả nợ. Dạ, cái năm nay á em phải trả mất 45 triệu đấy. Còn Dạ. nữa, còn nữa, chưa hết, vẫn còn phải trả nữa. Em bảo là đây là mượn trong gia đình em, họ hàng bên nhà em mới trả, nhưng còn còn nợ ở ngoài em bảo em không có trả. Còn nợ nữa, còn phải chạy đi mà trả nợ đại cho nữa, còn gây 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 sự gây chuyện nữa. Chưa hết đâu. Còn có người trả thì sẽ vẫn còn chơi. Là nếu mà không có người trả là thôi. Đúng rồi, không có người trả thì còn mỗi cái mạng không. Ủa. Đấy. Rồi cái lúc mà chị trả cho ông ấy 45 triệu đấy, chắc chắn là ông sẽ kèm theo câu hứa là từ nay về sau không như vậy nữa đúng không? Dạ. Lúc nào cũng chỉ hứa vậy thôi, chỉ trên miệng trên môi thôi, nhưng cái hành động không vậy. Dạ. Vẫn chơi và dần dà còn chơi ác, chơi mạnh hơn nữa. Ủa. Thế làm sao mà sống được với nhau được? Thì do 2 tuổi nó khác nhau mà, do cái đường hôn nhân nó quá xấu đi, cái nguồn gốc sâu xa là do kiếp trước chị chưa khéo tu nên kiếp này phải như vậy. Dạ. Phải gặp phải người chồng quá tồi tệ, quá tệ bạc, không biết suy nghĩ, không biết thương vợ thương con, không biết thương gia đình. Dạ. Và cái đấy là lý do gốc gốc rễ, là do cái phước của mình kém đi. Còn cái lý do gần gần đây là sao? Ông ấy sinh ra trong một cái gia đình được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, Dạ đúng rồi thầy. không có được quản lý, bố mẹ cứ để buông thả cho con chơi. Dạ đúng rồi á. Và chính bây giờ đấy, con người ta gây ra tội tình như vậy, gây ra nợ như vậy, như họ vẫn bênh con họ mà. Dạ nhưng mà họ biết nhưng mà họ vẫn bênh con đúng không Chính thầy? xác, họ vẫn bênh con họ, hiểu không? Họ không cho đó là xấu xa, họ không cho đó là cái đáng để chỉ trích. Họ bảo thôi vợ chồng mày lấy nhau rồi tự lo cho nhau đi, thôi thì nó như vậy thì thôi, thông cảm với nó đi, chỉ đến như vậy thôi. Chứ không chỉ trích con, không nói con, vào hùa với con. Dạ. Đấy, khổ, bây giờ mình là người phụ nữ, mình phải là người đứng ra, quá khổ rồi còn gì nữa. Dạ. Đấy, thôi tóm lại là cái gốc gác vẫn là do mình chưa có khéo tu nên kiếp này mình phải chịu. Sau Quá con khổ. cái em thì làm sao thầy? Về cung đường con cái trong mỗi bàn tay thì không đến nỗi cung con cái nổi cao, nhưng mà chúng nó sẽ hơi nghịch đấy. Sinh ra chúng nó sẽ hơi nghịch, hơi quậy tí, nhưng mà sau này cũng được nhờ chúng nó. Dạ. Hơi bướng, hơi khó bảo, nhưng mà được nhờ. Dạ. Em đang tính là nếu mà tích góp được tiền thì em đang tính cuối năm sau mà được thì em tính đổi cái xe mình trồng như thế em chả biết làm sao. Thôi thôi đừng có đổi xe, cất mà giữ đi. Đổi xe bắt đầu là ông nó cắm đấy, À. ông đem đi cầm cố đấy nhé. Những cái đồ đạc gì mà có giá trị trong gia đình là dễ, người ta đã cầm đi cầm cố lắm. Vì thế đừng có dại gì mà sắm những đồ đạc có giá trị trong nhà, À. cứ tàn tàn vậy thôi, người ta sẽ không nảy số, không nó suy nghĩ để mà đi cầm cố được. Còn cứ có giá trị trong gia đình, nhiều khi họ đang thua, họ đang rơi bước đường cùng, hiểu không, họ sẽ đi cầm ngay. À thế mà vợ chồng cậu em có ở lại với nhau tới già không thầy? Nói chung là còn dính dáng dài, mệt lắm. Ở đây không có thấy đường đứt gãy, không có dấu hiệu đổ vỡ. Thế thì khổ, nhung nhung mẹ chồng em thấy khổ lắm. Ông ngày xưa ông cũng chơi bời xong rồi đem con cái giờ cũng như thế, thấy khổ.